Bữa nay mình đi thăm lại cái hồ cá rồng mà bữa hôm mình có quay video chuyển nhượng ấy các bạn. Bữa nay cá bơi tung tăng đẹp ghê các bạn ạ. Đấy. Bạn này bạn cho ăn nhiều quá. Thường mình thấy kinh nghiệm nuôi cá này là không có cho ăn nhiều nha các bạn. Mình cho vừa phải thôi. Bữa nọ là chuyển nhượng cho bạn này xong về bạn ấy cho ăn quá trời luôn. Rồi bắt đầu cái con cá rồng này nó cứ bơi ở dưới lòng hồ không à. Chứ nó không bơi trên mặt như thế này. Do mấy hôm nay bạn đi công tác á, bạn không cho ăn 2 ngày nên con cá bơi ở trên mặt nước rất là đẹp. Theo mình thì cái kinh nghiệm nuôi cá này của mình là các bạn đừng có cho ăn nhiều. Cho ăn nhiều giống như nó no quá nó sẽ không có bơi trên mặt nước đâu. Nó sẽ bơi xuống dưới đáy hồ á. Mà nó không chịu bơi. Nó cứ nằm một chỗ không à. Nhìn rất là chán. Hơn nữa là các bạn cho ăn no quá nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của nó. Rồi làm cho hồ nước bị mau dơ á. Cá sẽ bị ngợp. Không khỏe. Kém phát triển. Vậy cho nên là các bạn cho ăn làm sao nó vừa phải thôi. Ngày nếu các bạn cho ăn 2 bữa thì cho ít thôi.